Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Thịnh Vượng, trực thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi kiến thức phong thủy mà chương trình cung cấp đều nhận được sự trợ duyên bởi Master Phùng Phương, là thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày nhé. Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi Phong thủy Thịnh Vượng. Kính chúc quý vị gia đạo bình an, thành đạt, hạnh phúc. Quý vị thân mến, nói đến phong thủy là nói đến cách bài trí làm sao để thuận với quy luật của tự nhiên, từ đó sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho gia chủ. Với ngôi nhà của bạn, bạn có thể xây theo hướng phong thủy, sơn màu sơn phong thủy hoặc là bài trí theo phong thủy. Tuy nhiên, khi trang trí nhà cửa, một trong những yếu tố không thể thiếu trong phong thủy đó chính là cây xanh. Việc trồng cây xanh trong nhà vừa có tác dụng thanh lọc không khí, bảo vệ sức khỏe, vừa đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc phong thủy để giúp gia chủ thu hút tài lộc, vận may. Vậy thì theo phong thủy, những loại cây nào có thể cải vận, hút tài lộc, may mắn mà các gia chủ nên trồng trong khuôn viên nhà mình? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay của Phong thủy Thịnh Vượng nhé! Bên cạnh đó, đừng quên sở hữu cho gia đình mình bộ tam phẩm trừ tà được thỉnh từ Tây Tạng và được chi chú trực tiếp bởi thầy Phùng Phương của Hiệp hội Phong thủy Thế giới để có thể chủ động nghênh đón tài lộc nhé. Còn bây giờ, xin mời theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay. 7 loại cây phong thủy mà các gia chủ nhất định phải trồng để thu hút tài lộc, vận may. Thứ nhất, cây kim tiền. Cây kim tiền là loại cây được xem là tích hợp đầy đủ các yếu tố phong thủy, bao gồm cây là mộc, trồng dưới đất là thổ, nước tưới là thủy, chậu trồng hoặc bình thủy sinh là kim. Đặc điểm của cây kim tiền đó là có viền tròn, xanh và mỏng với sức sống cực kỳ tốt. Cây kim tiền mang tính âm nên phù hợp với những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại và góc cạnh. Ngoài ra, loại cây này cũng tích hợp tính dương, có khả năng điều hòa không khí, cân bằng âm dương. Vì vậy, cây kim tiền là một trong những loại cây được đánh giá cao về phong thủy, được xem là vật thu hút tài lộc, thịnh vượng, giàu sang và sức khỏe cho gia chủ. Đặc biệt, nếu bạn trồng cây kim tiền lâu năm và thấy cây này nở hoa, thì chứng tỏ gia chủ đó ngày càng đắc lộc. Thứ hai, cây phát tài. Cây phong thủy giúp gia chủ hút tài lộc. Cũng giống như cây kim tiền, cây phát tài chỉ với cái tên thôi đã bao hàm ý nghĩa của loài cây. Những ngôi nhà quay về phía đông hay đông nam sẽ rất thích hợp với loại cây này. Theo quan niệm khi mua cây phát tài, thường mua theo số lượng cành, tương ứng như sau: 3 cành cho sự hạnh phúc, 5 cành cho sức khỏe, 2 cành cho tình duyên, 8 cành cho tài lộc, 9 cành cho thời vận. Thứ ba, cây vạn niên thanh. Cây vạn niên thanh có tuổi thọ cao, xanh tốt, dễ trồng, thích hợp với không khí trong gia đình. Cây vạn niên thanh có ý nghĩa đó là mang đến những điều sung túc tốt đẹp, thu hút tài lộc và mang đến may mắn cũng như tiền tài cho gia đình. Ngoài ra, trong hôn nhân, khi tặng cây vạn niên thanh còn có ý nghĩa như lời chúc như ý, một hạnh phúc viên mãn và tròn đầy. Trong lễ mừng thọ, người ta cũng thường tặng cây vạn niên thanh như lời chúc sống lâu. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm cây phong thủy giúp gia chủ thu hút tài lộc, mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc, thì cây vạn niên thanh là sự lựa chọn hợp lý. Bạn có thể đặt cây vạn niên thanh ở phòng khách, phòng làm việc, phòng đọc sách hay bên cạnh cửa sổ gần bàn học đều được. Thứ tư, hoa trạng nguyên mang tài lộc đến với gia chủ. Hoa trạng nguyên tượng trưng cho sự thành đạt trong học hành, thi cử, tú tài của người Việt. Nhưng hoa trạng nguyên còn có ý nghĩa nữa, đó là mang đến những điều may mắn, tốt lành cho gia chủ trong cuộc sống hàng ngày. Hoa trạng nguyên có sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự may mắn, kết hợp sắc xanh hài hòa, mang đến sự gần gũi với thiên nhiên. Thông thường, khi trồng hoa trạng nguyên, người ta thường trồng trong chậu sứ, giỏ mây tre đan và rải lớp sỏi trắng lên trên. Bạn có thể trồng hoa trạng nguyên trong chậu đặt trên bàn làm việc, ở ban công. Hoa trạng nguyên ưa nắng nên bạn đặt cây ở vị trí hướng đông hoặc tây. Tuy nhiên, cần tránh thời điểm nắng quá gắt sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây. Thứ năm, cây thường xuân. Cây thường xuân là loại cây dây leo có tác dụng thanh lọc không khí trong gia đình. Những nơi như văn phòng, trong nhà có nhiều đồ dùng điện tử
thì việc trồng cây thường xuân là lựa chọn tốt nhất. Không những thế, cây thường xuân còn mang đến may mắn, bình an cho gia chủ. Trong phong thủy, nếu ngôi nhà của bạn được bài trí thêm cây thường xuân, gia chủ của ngôi nhà đó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể trồng cây thường xuân trong chậu sứ hoặc như để treo. Cây thường xuân sinh trưởng và phát triển tốt ở những nơi có ánh sáng trực tiếp. Vì vậy, nếu trồng trong nhà thì thỉnh thoảng bạn nên mang cây ra ngoài ánh sáng. Tuy nhiên, lưu ý không để cây dưới ánh nắng quá gắt, cây sẽ dễ bị vàng lá và rất yếu ớt. Thứ 6, cây ngọc bích thu hút tài lộc. Cây ngọc bích trong phong thủy được xếp vào hành kim. Vì vậy, khi bạn đặt cây trong nhà, nên đặt ở hướng Tây và Tây Bắc. Tránh đặt cây ngọc bích ở hướng Đông Nam, vì như thế sẽ gây xung khắc. Nếu bạn để ý, trong nhiều nhà hàng, khách sạn, thì bên quầy thu ngân sẽ có cây ngọc bích với tác dụng đem lại tiền tài, may mắn và thuận lợi hơn trong công việc làm ăn. Việc bài trí cây ngọc bích trong từng không gian khác nhau cũng mang đến nhiều nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ. Đặc điểm của cây ngọc bích là không ưa nước, nên để cây trong nhà thoáng mát, cường độ ánh sáng cao và nơi có nhiệt độ ban đêm thấp. Thứ 7, cây lưỡi hổ. Nhắc đến cây lưỡi hổ, nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhà ở trong những dịp đầu năm. Về mặt hình thức, cây có khả năng thanh lọc không khí, mang lại bầu không khí thoải mái cho gia đình bạn. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn hạn chế được hội chứng nhà kín. Về mặt phong thủy, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của loài chúa sơn lâm, thế mạnh không ai có thể đọ được. Hình ảnh cây lưỡi hổ giống như một con dao sắc giúp bảo vệ gia đình của bạn. Ngoài ra, đó còn là ý chí quyết đoán trong công việc và thu hút may mắn cũng như tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, ngày nay tốc độ của đô thị hóa đã gây ra không ít hệ lụy cho môi trường sống, mà điển hình là tình trạng ô nhiễm. Việc tìm kiếm một không gian trong lành, thoáng khí và sạch sẽ để đảm bảo an toàn sức khỏe là khá khó khăn. Do đó, nhiều người lựa chọn việc tự mình trồng cây, dành một khu đất riêng trong nhà cho những loài cây ăn quả, che bóng hoặc là những cây cảnh hoa quý hiếm. Thực hiện công việc này không những khiến cho không khí ngôi nhà thêm tươi mát, trong lành, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà mà nó còn có rất ý nghĩa về mặt phong thủy. Theo các chuyên gia, phong thủy cây cảnh cũng có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe, tài vận và sự nghiệp của gia chủ. Vậy nên, khi trồng cây theo phong thủy, các gia chủ cần phải lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, lưu ý khi trồng một số loại cây. Trồng cây trong vườn thì nên chọn những cây có thân thẳng, đều, vươn cao như tre, trúc, cau, dừa sẽ đem lại phúc lộc cho những thành viên trong gia đình. Chú ý đến việc thường xuyên cắt tỉa cành lá, nên để cành lá của cây sinh trưởng vươn về hướng của ngôi nhà thì sẽ có lợi và gặp nhiều may mắn, còn nếu ngược lại thì rất bất lợi. Theo phong thủy ngũ hành tương sinh tương khắc, hướng Tây Bắc là hướng càn, cây cối là hành mộc. Vì thế khi xem tướng làm nhà, những nhà ở hướng Tây Bắc thì nên trồng những cây to để bảo vệ gia chủ khỏi những vận xui rủi trong cuộc sống. Phong thủy nhà ở gợi ý cho bạn nên trồng xung quanh sân vườn một hàng tre hoặc trúc. Đây là những loài cây có ý nghĩa tốt đẹp và chúng cũng rất dễ sinh trưởng trong nhiều hoàn cảnh, lá tươi tốt bốn mùa nên có thể cải thiện không khí nhà ở, điều tiết môi trường, thu hút nhiều khí tốt vào nhà. Bạn phải thường xuyên chăm sóc cây cối trong vườn để chúng luôn xanh tốt. Không khí trong nhà bạn mát mẻ trong lành khiến tâm hồn bạn trở nên thư thái, ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe của bạn và những người trong gia đình. Thứ hai, không nên trồng cây trong nhà theo kiểu này vì nó ảnh hưởng cực xấu tới gia đình bạn. 1. Cây ăn quả cạnh nhà quá nhiều. Bạn nên nhớ đây là nhà bạn chứ không phải một trang trại trồng cây ăn quả. Chỉ nên trồng từ 2 đến 3 loại cây ăn quả thôi. Không nên trồng quá nhiều, nếu không thì địa khí bị cây thu hút hết. Điều này không có lợi cho vận khí của gia chủ. 2. Cây dây leo trồng trước cổng. Đại biểu cho chuyện thị phi hay xảy ra tranh chấp cãi vã trong gia đình. Nếu có dây leo trước cổng thì nên nhổ sạch đi. 3. Cây lớn rậm mát. Nếu ở phía đông và phía nam ngôi nhà mà có cây có bóng râm thì rất không nên, vì ánh sáng mặt trời chiếu vào ngôi nhà sẽ bị che khuất, gây ám khí, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người thân trong gia đình. 4. Cây lớn xuyên qua nhà.
Có nhiều gia đình vì không có diện tích lớn để xây dựng nên đành để cây to xuyên qua nhà hay ở bên mái. Theo các nhà phong thủy thì đây là một điều đại hung. Nó ảnh hưởng xấu về mặt tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Theo quan niệm dân gian nhà ở, phải tránh phạm phải những điều sau đây. Độc thụ nghĩa là một cây chặn cửa, mẹ quá con côi. Cửa đối diện với giữa rừng cây, họa to bệnh nặng. Hai cây sống đôi trước cửa, súc vật ốm yếu. Một cây trơ trọi, mẹ chồng con dâu bất hòa. Cây to cổ quái, bất lợi cho công danh. Rễ cây sưng phồng, đùi điếc hôn mê. Cây to góc tường, lắm chuyện kinh hoàng. Bên trái có cây, bên phải không cây, lành ít dữ nhiều. Trước cửa ra vào hoặc cửa sổ, không nên để các cây khô héo hoặc cây to che lấp cửa. Với vườn trước nhà, đặc biệt là vị trí trước cửa ra vào hay cửa sổ, không nên trồng những cây có hình dáng không đẹp hoặc cây có nhiều gai. Không nên trồng nhiều loại cây lá rộng, rậm rạp trước nhà, làm mất cân bằng âm dương cho sân vườn. Thứ hai, lưu ý tới hướng trồng cây. Khi trồng cây, nên trồng ở hướng cát, tránh hướng hung. Khi trồng, nên tìm hiểu xem với thiết kế của căn nhà thì nên trồng loại cây nào là thích hợp nhất, trồng chỗ nào cho phù hợp nhất. Ví dụ, đào nên trồng trước nhà, liễu nên trồng bên cạnh ao, bể nước, trồng các loại cây hoa trước hiên nhà, trước cau, sau chuối. Lưu ý tránh trồng những loại cây như hoa sứ, cây hoa đại vì nó thường được trồng ở chùa chiền, miếu mạo hơn là trong nhà. Nếu nhà ở hướng Tây hoặc Tây Bắc thì nên trồng những cây chịu nắng tốt và mang khí dương như mai, hoa đào, thiên thanh, đinh lăng. Nếu nhà hướng Bắc hoặc Đông Bắc, cây trồng nên có lá màu sáng để phản xạ thêm ánh sáng, hoặc lá dày, thân chắc để ngăn gió lạnh như cau, dừa, bàng. Thứ ba, phong thủy giúp tăng sinh khí cho nhà ở bằng cây xanh. Một trong những cách đơn giản nhất để giúp tăng sinh khí cho nhà ở chính là trồng nhiều cây xanh. Có thể dùng cây xanh, mộc pháp, mặt nước, thủy pháp để giúp dương trạch được hài hòa. Cây cối có rất nhiều công dụng, từ việc chặn gió lạnh, ngăn bớt ánh nắng gay gắt chiếu vào nhà, ngăn cản bụi bẩn ngoài đường, đến giúp lưu chuyển không khí, giúp trong nhà luôn mát mẻ, không khí trong lành, tươi mới. Khi quyết định trồng cây cảnh, cũng phải chú ý đến hướng của ngôi nhà. Nếu mặt trước nhà nhìn ra hướng nhiều ánh sáng, thì tốt nhất nên lựa chọn trồng cây cảnh thấp bằng chậu cho dễ di chuyển. Nếu nhà ở hướng Tây và Tây Bắc thì nên chọn cây chịu nắng và làm thêm dàn leo để chắn nắng gắt. Nếu nhà ở hướng Bắc hoặc Đông Bắc thì nên trồng cây có lá màu sáng để phản xạ thêm ánh sáng, hoặc lá dày, thân chắc để ngăn gió lạnh. Màu sắc của cây xanh cũng nên hài hòa với màu sắc của ngôi nhà. Thứ tư, những loại cây có thể trừ tà, xua đuổi âm khí. Cây đào được coi là loài cây mang lại may mắn, hội tụ đầy đủ tinh hoa trong ngũ hành phong thủy. Theo truyền thuyết Nhật Bản, trong mỗi cây hoa anh đào đều có một vị linh thần cư ngụ, ban phúc lành cho người dân. Cây ngân hạnh, đây là loài cây có thể sống lâu năm. Ngân hạnh thường ra hoa vào ban đêm, nên rất ít người có cơ hội nhìn thấy hoa của nó. Đây cũng được coi là loài cây chứa đựng năng lượng thần bí, nó đại diện cho sức khỏe. Cây bách là cây có chất gỗ thơm, khí thế hùng vĩ, có thể trừ tà yêu ma. Cây thù du. Thù du được xem là loại cây may mắn, có hương thơm ngào ngạt, có thể làm thuốc. Theo tập tục cổ xưa, nếu trồng thù du vào ngày 9 tháng 9 âm lịch hàng năm thì có thể tránh được ác tà. Hồ lô còn có một cái tên khá quen thuộc là cây mang bầu. Loài cây này có ý nghĩa đặc trưng, thể hiện sự ấm áp, đồng đúc, phúc lộc đầy nhà, nên trồng loại cây này ở trước hoặc sau nhà. Quý vị thân mến, trồng cây xanh là một trong những cách rất tiện lợi mà các gia chủ có thể thực hiện trong khuôn viên nhà mình để thu hút tài lộc, vận may, hạn chế rủi ro, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình gia chủ. Vì vậy, quý vị hãy lựa chọn loại cây phù hợp và trồng, chăm bón chúng phát triển xanh tốt trong khuôn viên nhà mình nhé. Quý vị cũng đừng quên liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 0984-024-021 để được tư vấn về bộ tam phẩm trừ tà do Thầy Phùng Phương của Hiệp hội Phong thủy Thế giới chỉ chú để có thể chủ động nghênh đón tài lộc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!